Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hà Nội bị ô nhiễm không khí cao nhất thế giới Ngày 2 tháng 2, BBC Tiếng Việt cho hay, không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới, mọi người cần làm gì? BBC cảnh báo, ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động, cần làm gì để giảm thiểu tác hại? BBC dẫn trang Facebook chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Việt Nam sáng ngày 2 tháng 2 đăng tin, Chất lượng không khí tại Hà Nội hôm nay không tốt, với một vài nơi chạm ngưỡng màu tím, ngưỡng rất có hại. Và đây là hình bản tin trên BBC. BBC dẫn trang quan trắc ô nhiễm không khí IQR sáng ngày 2 tháng 2 cho thấy chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội ở ngưỡng rất không tốt, có thời điểm xếp thứ nhất thế giới về mức độ ô nhiễm. Cũng theo trang này, tại thời điểm giữa buổi sáng, nồng độ bụi mịn BM2.5 trong thành phố ở mức 148mg trên mét khói, cao gấp 29,6 lần mức khuyến nghị của WHO. WHO Việt Nam khuyến cáo người dân có các biện pháp phòng tránh như ở trong nhà nhiều nhất có thể, đeo khẩu trang, sử dụng khăn ướt để lau dọn nhà. Theo ghi nhận của BBC tiếng Việt, qua các hình ảnh được chia sẻ, trời Hà Nội sáng ngày 2 tháng 2 đặc biệt mù mịt, tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên, trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. BBC dẫn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, độ ẩm tại Hà Nội lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 2 ở mức 96%. Vẫn theo BBC, tình trạng mù mịt cũng ảnh hưởng đến việc cất hạ cánh của máy bay. Đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết, ít nhất 37 máy bay đã phải chuyển hướng hạ cánh vào sáng ngày 2 tháng 2. Và đây là hình trời Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm. BBC cho biết, mạng xã hội Việt Nam sáng ngày 2 tháng 2 cũng râm ran chuyện chất lượng không khí. Hình ảnh bầu không khí mù mịt và thông tin Hà Nội xếp số 1 thế giới về ô nhiễm được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người dùng Facebook hài hước ví Hà Nội sáng ngày 2 tháng 2 như chốn bồng lai tiên cảnh hay so sánh khung cảnh thủ đô với Sapa, Đà Lạt, Tam Đảo. BBC cho hay ô nhiễm không khí, nhất là bụi mịn, rất có hại cho sức khỏe. Trang Facebook của WSO Việt Nam viết, chất lượng không khí kém có nguy cơ gây hại tới sức khỏe của mọi người, đặc biệt là cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ có thai và bất kỳ ai đang gặp vấn đề về sức khỏe. BBC dẫn lời khuyên của các chuyên gia của WHO Việt Nam dành cho người dân. Theo các lời khuyến cáo, nên ở trong nhà nhiều nhất có thể, đeo khẩu trang N95 hoặc N99, tập thể dục trong nhà thay vì ngoài trời, sử dụng khăn ướt để lau dọn nhà cửa, không hút thuốc lá, đốt lá khô, hương nhang, rác vân vân. Các chuyên gia cũng khuyên mọi người cần liên hệ với bác sĩ trong trường hợp thấy khó thở, buồn nôn, đau mắt và viêm họng nặng. Và đây là hình Sài Gòn trước đây cũng ô nhiễm nặng. BBC cho rằng ô nhiễm không khí là vấn đề nan giải của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Tháng trước, Bộ Y tế Việt Nam từng đề xuất cho học sinh mẫu giáo, tiểu học nghỉ học do tình trạng ô nhiễm kéo dài ở nhiều tỉnh thành. BBC cho biết thêm, chỉ số ô nhiễm ngày 2 tháng 2 tuy cao nhưng vẫn chưa phải mức cao nhất từng được ghi nhận ở Hà Nội. Theo trang IQA, kỷ lục này được lập vào năm 2019 với mức 385 AQI. Trang này cũng xếp hạng thủ đô của Việt Nam là thành phố ô nhiễm thứ hai Đông Nam Á trong các năm 2019 và 2022. Không chỉ riêng ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố khác như Bình Dương, Biên Hòa, Hải Phòng cũng luôn trong tình trạng ô nhiễm. Mức ô nhiễm không khí tại Sài Gòn luôn cao trong nhiều năm, nhất là giai đoạn trước dịch COVID-19. Từ khi dịch COVID bùng nổ, do chính sách phong tỏa cực đoan, Sài Gòn đã giảm được mức độ ô nhiễm không khí. Sau dịch, kinh tế lại rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng, khiến thành phố đông dân nhất Việt Nam thoát cảnh ô nhiễm nặng triền miên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hà Nội bị ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tô Đại bắt người mẫu Ngọc Trinh ngồi tù oan 3 tháng. Ai là người trả nợ? Phiên tòa xét xử người mẫu Ngọc Trinh là tâm điểm của dư luận của ngày 2 tháng 2. Truyền thông nhà nước đã công bố từ trước, theo dự kiến, ngày 2 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, ra xét xử sơ thẩm. Trước phiên xử, trên mạng xã hội đa số hy vọng phiên tòa sẽ xét xử vụ án đúng với diễn biến của sự việc, không tuyên án quá nặng tay để người mẫu Ngọc Trinh được về nhà đón Tết cùng gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, với lỗi của Ngọc Trinh bị giam hơn 3 tháng qua cũng đã quá đủ để Ngọc Trinh rút ra một bài học nhớ đời. Và đây là hình tòa tuyên án đối với Ngọc Trinh. Đầu giờ chiều ngày 2 tháng 2, báo tuổi trẻ đưa tin tuyên phạt Ngọc Trinh một năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Bản tin cho biết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, bị một năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Được biết, trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án cho Ngọc Trinh từ 6 đến 9 tháng tù. Việc người mẫu Ngọc Trinh bị án tù treo một năm vì hành vi gây rối trật tự công cộng được một số người đánh giá là phù hợp và đáp ứng mong muốn của dư luận. Khi Ngọc Trinh bị khởi tố và bắt giam, giới chuyên gia cho rằng việc xử lý để răng đe là điều cần thiết, nhưng nên dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính bằng tiền hay lao động công ích vân vân là đủ. Theo quy định của pháp luật, thời gian tạm giam của các bị can, bị cáo sẽ được trừ vào thời gian thi hành án đó là lý do giới chuyên gia cho rằng quyết định bắt tạm giam đối với người mẫu Ngọc Trinh của Công an thành phố Hồ Chí Minh là sử dụng biện pháp ngăn chặn quá mức là điều không cần thiết và có biểu hiện lạm quyền. Trên mạng xã hội, thời điểm đó có nhiều người thắc mắc vì sao, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh lại bị truy tố ở khung hình phạt có thể là cao nhất đến 7 năm tù, nhẹ nhất cũng là 2 năm tù. Người ta so sánh với trường hợp của cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cựu Chủ tịch Hà Nội ông Chu Ngọc Anh, người bị hội đồng xét xử trong vụ đại án Việt Á tuyên phạt bản án 3 năm tù giam. Nghĩa là mức án của cựu Bộ trưởng tương đương với mức án thấp nhất trong khung hình phạt mà Ngọc Trinh bị truy tố. Nhà báo Khải Đơn trong bài viết Ngọc Trinh, các bộ trưởng tham nhũng và tội ác phơi bày bằng hình ảnh xấu trên báo chí đăng trên BBC Tiếng Việt đã nhận xét rằng Ông Chu Ngọc Anh đã phạm tội gì Ông là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, ông biết đề tài nghiên cứu Kit Test là sở hữu nhà nước, nhưng rất nhanh chóng đã ký các quyết định giao công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y. Trong phiên tòa, ông Chu Ngọc Anh nói: "Ông vô ý nhận chiếc vali đựng 200.000 đô la từ công ty Việt Á về và quên mất, nay bị bắt thì đem trả lại 4 tỷ đồng." Có lẽ vì ông quên và kịp trả lại tiền, ông chỉ nhận 3 năm tù giam, cực kỳ nhẹ so với những gì ông đã gây ra. Và đây là hình người mẫu Ngọc Trinh khi bị bắt. Công luận cho rằng ai cũng biết, bị cáo Chu Ngọc Anh đã bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra, bị cáo Chu Ngọc Anh bị bộ công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở với lý do đã nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt, ông chủ của công ty Việt Á ngay tại phòng làm việc. Nếu so sánh hành vi phạm tội đua xe của người mẫu Ngọc Trinh với các hành vi phạm tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, thì tội nào nặng hơn. Đó là chưa kể tới hành vi nhận hối lộ 200.000 Mỹ Kim của ông Chu Ngọc Anh. Công luận đặt câu hỏi, hành vi nào nguy hiểm hơn và tại sao lại có mức án gần bằng nhau? Theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, hành vi nhận 200.000 Mỹ Kim tương đương với gần 5 tỷ đồng Việt Nam, sẽ phải nhận bản án từ 20 năm đến chung thân. Rõ ràng, những so sánh trong việc truy tố, bắt giam Ngọc Trinh với hành vi phạm tội của ông Chu Ngọc Anh đã cho thấy có sự áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc xử lý các vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Xin nhắc lại, nếu áp dụng tiêu chuẩn kép trong điều tra, xét xử các vụ án, có nghĩa là hai vụ việc giống nhau được xử lý, bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, luật pháp Việt Nam luôn khẳng định, con người sinh ra có thể khác nhau về nhiều mặt, kể cả địa vị xã hội, nhưng đó không phải là căn cứ để pháp luật phân biệt trong việc chịu trách nhiệm pháp lý Vụ án của người mẫu Ngọc Trinh là một trong muôn vàng những bản án bất công ở một quốc gia có nền tư pháp thiếu vắng công lý, nổi tiếng với những bản án bỏ túi như ở Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Đại bắt người mẫu Ngọc Trinh ngồi tù an 3 tháng, ai là người trả nợ? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.